Wow. Vâng, một tay ạ. Một tay ạ. Dễ như ăn kẹo đúng không ạ? Ở đây là bạn Dương Tứ ạ. Để người chương trình không giới hạn cơ Việt Nam thì bạn ta là một huấn luyện viên thể hình tại học trung tâm lớn của Hà Nội. Bạn đã giúp rất nhiều chị em có được một thân hình mơ ước. Rồi, xin được cảm ơn các thành trai của Green Team. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và có thể chỉ một vài hình ảnh ngắn ngủi thôi, nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng là đó chỉ là một phần